Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sau khi một bệnh nhân ở huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa bị chết não, gia đình bệnh nhân đã quyết định hiến tạng. Từ nguồn tạng hiến tặng này đã có 4 bệnh nhân suy tạng được ghép tạng thành công. Ngày 22 tháng 2, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 18 tuổi ở huyện Nga Sơn bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có khả năng chết não. Sau khi được bệnh viện vận động, gia đình đã đồng ý hiến tạng của bệnh nhân. Ngay sau đó, bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Trung tâm ghép tạng bệnh viện hữu nghị Việt Đức tiến hành kiểm tra, xác định bệnh nhân bị chết não và đủ điều kiện hiến tạng nên đã tiến hành lấy tạng của bệnh nhân. Từ nguồn tạng hiến tặng này, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca ghép thận cho bệnh nhân nam 48 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận từ người cho chết não thứ hai được thực hiện thành công tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Trong năm tới, trong năm nay về sang đầu sang năm thì chúng tôi cũng đặt ra cái mục tiêu là có thể là lấy tạng ngay tại bệnh viện đa khoa Thanh Hóa để ghép cho những bệnh nhân chờ ghép thận ở trong đây. Và các cái tạng khác thì chúng tôi có thể chuyển đi cái bất kỳ nơi nào trong đất nước mình do trung tâm điều phối các tạng quốc gia điều tiết. Ngoài ca ghép thận được thực hiện thành công tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đã có 3 ca ghép tạng khác gồm một ca ghép tim, một ca ghép gan, một ca ghép thận được thực hiện tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức từ nguồn tạng hiến tặng này. Sáng ngày 25 tháng 2, Bộ Y tế đã công bố 30 phòng xét nghiệm có thể xét nghiệm COVID-19 trên cả nước. 30 phòng xét nghiệm có thể xét nghiệm COVID-19 trong thời gian tới bao gồm các viện: Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương các trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố tại các tỉnh thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Lào Cai, các bệnh viện, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương, bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Trợ Giấy, bệnh viện Trung ương Huế, một số đơn vị khác, viện thú y, viện vệ sinh phòng dịch quân đội, trung tâm nhiệt đới Việt Nga, trung tâm chẩn đoán thú y trung ương, 6 chi cục thú y vùng theo Bộ Y tế, xét nghiệm là một trong những hoạt động quan trọng nhằm phát hiện sớm và chính xác các tác nhân gây bệnh. Việt Nam có đủ năng lực, đủ sinh phẩm để làm xét nghiệm COVID-19 với độ chính xác xét nghiệm tương đương như các nước khác. Cơ quan chức năng của Hàn Quốc vừa có thông báo, những lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp nhưng nếu trong trường hợp nghi bị nhiễm COVID-19 thì có thể đến các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh để kiểm tra. Thông báo cũng cho biết khi đến kiểm tra, người lao động bất hợp pháp cũng không phải chịu sự truy cứu trách nhiệm cũng như truy cứu về vấn đề bất hợp pháp. Bởi vấn đề được quan tâm hàng đầu là làm sao ngăn ngừa được dịch bệnh này lây lan trong cộng đồng. Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc. Riêng tại thành phố Daegu là 8.285 người, tại tỉnh Gyeongsangbuk là 18.502 người. Thời gian qua, tình trạng người dân xả rác thải bừa bãi, trong đó có khẩu trang y tế đã qua sử dụng đã xảy ra tại nhiều địa phương. Bên cạnh nguyên nhân do ý thức và thói quen của một bộ phận người dân còn hạn chế, còn có nguyên nhân do ở những nơi công cộng chưa được trang bị thùng rác. Để khắc phục tình trạng trên, mới đây Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo các sở ngành địa phương phải bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng để góp phần bảo vệ môi trường và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Hiện nay nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã bố trí nguồn kinh phí để trang bị thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại các địa điểm công cộng như cơ quan, công viên, quảng trường, trường học dọc các tuyến đường. Tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, Ủy ban nhân dân xã đã trích ngân sách trang bị hàng chục thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại các địa điểm công cộng đông người qua lại như công sở xã, trường học, trạm y tế, chợ. Chúng tôi tiếp tục là trang bị các cái thùng rác có nắp đậy ở trên địa bàn xã. Do cái điều kiện ngân sách của địa phương còn hạn chế thì ngoài cái việc là trích ngân sách địa phương thì chúng tôi phải huy động cái công tác xã hội hóa toàn dân để mua sắm các cái trang thiết bị thông qua đó thì cũng tạo cái ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay vẫn còn một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc việc bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng. Tình trạng xả sắc thải sinh hoạt trong đó có khẩu trang y tế đã qua sử dụng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Do đó, các địa phương đơn vị cần sớm có biện pháp khắc phục để góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến hàng nông sản trong nước tiếp tục bị ùn ứ, việc tiêu thụ nông sản của nông dân và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, nhiều hình thức chung tay tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân đã được tổ chức và hoạt động này hiện vẫn đang tiếp diễn với thông điệp mỗi quả dưa một tấm lòng, gần 40 tấn dưa hấu do công ty trách nhiệm hữu hạn thép Huy Hoàng Gia thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh thu mua tại vườn của nông dân các tỉnh Gia Lai, Con Tum đã được chuyển đến địa điểm tập kết tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong sáng 25 tháng 2. Số dưa hấu này được bán với giá từ 5 đến 6 000 đồng một kg để hỗ trợ bà con nông dân vượt qua thời kỳ khó khăn này. Để mà làm việc này thì chúng tôi có lên tận vườn của bà con nông dân tại gia lai con tum và chúng tôi mua giá gốc trên đó là 5.000 đồng một ký tất cả những chi phí uh, vận chuyển cũng như là uh, công sức ra thì là huyện gia đều uh, tài trợ bỏ tiền ra để phụ và bán giá gốc cho bà con Mình rất mong bà con được uh, ăn những quả dưa có uh, chất lượng tốt được biết, từ ngày 13 tháng 2 đến nay, hơn 220 tấn dưa hấu trị giá gần 1,2 tỷ đồng đã được công ty trách nhiệm hữu hạn thép Huy Hoàng Gia thu mua đưa về thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa tiêu thụ, hỗ trợ giải cứu nông sản cho người dân Tây Nguyên sau khi hàng xuất khẩu đi Trung Quốc bị đình trệ. Hành động nhân văn có ý nghĩa thiết thực này đang có sức lan tỏa mạnh mẽ và cần được nhân rộng. Bản tin 18h30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang 3 đối tượng gồm Phạm Minh Đức, Nguyễn Viết Thắng và Dương Đức Dũng cùng sống tại thành phố Cẩm Phả đang giao dịch cá độ bóng đá với người chơi trên một website. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã vận động thêm 3 đối tượng ra đầu thú và bắt khẩn cấp một đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. Tại cơ quan công an, bước đầu 7 đối tượng khai đã giao dịch với người chơi cá độ bóng đá qua mạng Internet trong hơn một năm qua với số tiền khoảng 420 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Ninh đang đấu tranh phân loại để làm rõ vai trò và xử lý từng bị can trong đường dây trên. Công an quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra xác minh vụ chị LTTT 35 tuổi sống tại phường Hiệp Bình Phước bị lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng. Theo điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook, chị T có thấy một đích name bán khẩu trang y tế, máy đo nhiệt độ qua mạng. Chị T đã đặt mua 200 thùng khẩu trang y tế và 30 máy đo nhiệt độ với giá gần nửa tỷ đồng. Sau khi không nhận được hàng và không liên lạc được người bán, biết bị lừa, chị T đã tới công an trình báo. Tại khu vực quốc lộ N1 thuộc ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Tổ công tác phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện một xe ô tô tải màu trắng biển kiểm soát 68C08281 chạy từ hướng Kiên Giang về tỉnh Biên có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 20 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 1,4 tấn, trị giá hàng hóa khoảng 105 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn rõ của số lợn trên. Tổ công tác tiến hành đưa toàn bộ phương tiện, tăng vật về đồn biên phòng Vĩnh Gia để tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Nông đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Mạnh Quyền sống tại huyện Đắk Rấp để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 24 tháng 2 tại tổ 10 phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, Quyền cầm dao đâm Y Sơn 18 tuổi sống tại phường Nghĩa Tân. Sau khi gây án, Quyền rơi khỏi hiện trường, còn Y Sơn được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Đến chiều tối cùng ngày, Quyền đến trụ sở công an phường Nghĩa Thành đầu thú và khai nhận trong quá trình đánh bài do nghi ngờ Sơn gian lận nên đã dùng dao truy sát. Công an huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai vừa phát hiện 21 đối tượng sống tại địa bàn thị xã An Khê, huyện Đắk Pơ và huyện Cờ Bang đang tụ tập và sử dụng xe mô tô độ chế có dấu hiệu gây rối. Bước đầu xác định, thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng từ các địa phương đã hẹn nhau đến khu vực đường băng sân bay giã chiến trên đường Trường Sơn Đông tổ chức đua xe trái phép. Hiện công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vi phạm của các đối tượng. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18 giờ 30 gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 25 Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18 30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.